Đời sống chợ đêm hai gâu, xin chào cả nhà. Bữa nay mấy anh em mình thất nghiệp rồi, đi chích kiếm hủng hỉnh về kho quẹt. Kho quẹt ăn cơm. Nghĩa địa. Bữa nay dẫn nghĩa địa đi chích cá kiếm cá hủng hỉnh vậy cho nghĩa địa ăn, ăn thịt đưng cá hoài, tiền đâu ăn. Nuôi nghĩa địa ăn thịt cá mà không hết nổi, ăn giết thịt cá kiếm mập gì nè. Giờ kiếm cá sặc, cá rô hủng hỉnh gì đó ăn. Kiếm hủng hỉnh về nó ăn. Bởi vì không biết cá rô có thật này nó ăn được không nữa nè. Nghĩa địa. Cứ nghĩa địa thì sang quá rồi sao ăn hủng hỉnh không biết ăn không nữa nè. Hồi giờ mấy mương lúa chích kiếm cái gô non. Mẹ ăn này không chứ? Ăn. Thấy ăn đấy. Ăn chứ. Mẹ qua đó đi. Dính khủng long. Dính khủng long rồi, nghe đẻ nó dính khủng long rồi. Đó. Cảm ơn coi nghe đẻ, cá có bầu rồi. Nghe đẻ nó cá có bầu rồi. Bỏ vô. Cái đĩa nó con thủy quái đó, nó có bầu rồi. Còn nó con gì nữa hả? Nó nữa hả? Thôi về cái đĩa luộc xá. Ờ không tại. Con quỷ quái. Trời ơi, đúng luôn. Đây. Ừ. Gì đây là gì? Ba con rồi cái gì đó. Mệt rồi. Thiếu hả? Thôi. Thiếu ăn nữa. Ghê hả? Vừa trái nhóc rồi đó nha. À, nó bé dữ luôn nha cả nhà. Quay luôn. Vừa có ông nội mà để lại đó hả? Đúng rồi. Giờ có chút sáng rồi sao vậy? Con cá này kìa. Ủa? Phi. Trời ơi. Bắt cá không xong như cả nhà. Rồi. Ừ. Quá. Một kiến. Nhiều lắm mà lẹ, mệt rồi. Sáng còn đang bắt như vậy. Do giường mặn. Ba nghĩa địa mới chơi trái dừa rồi. Mình không có quay. Mưa tối nha. Mưa luôn rồi cả nhà ơi. Mưa tối hù luôn rồi. Có chưa chú sáng? Đi trên không đi, đi dưới đó. Đây nổi bèo còn như đây nhỏ không phỉnh không phỉnh. Đây nó động lên đó. Đây nó động lên. Đó. Dớt cái nào lên cũng có chứ. Có cá tiêu không? Ừ. Có tiêu. Ồ, cả nhà ơi, ghê chưa. Nãy có con gì bự bự nó nhảy lượm chút lượm vàng ốc nghe đẻ vậy sao chuột ăn nghe đẻ. Làm cá lóc lên trên thấy. Cá lóc lên rồi. Có cái gì bự bự nó hơi trong trong đó. Ôi ôi. Đừng bỏ vô rồi ha nghe đẻ.
kho tiêu cá này, kho tiêu mới ngon á, lòng tông cá. Nó vô cá sao? Cá lòng tông với cá lóc con. Mưa tới luôn rồi nhà ơi, dữ lắm mưa rồi. Cái này trốn trong bụi chuối. Cái lỗ này họ tụt cái quần đó thấy. Không có lương gì chân. Cá lưỡi chân. Ôi lòng tông rồi. Cá lưỡi chân. Lòng tông rồi nó nheo hết rồi. Khó vớt quá cả nhà. Khó vậy kìa. Lòng tông quá xá luôn rồi kìa. Sức mà vớt luôn rồi. Vớt lòng tông kìa. Sao không thấy bắt được hết. Mưa rồi rồi cả nhà ơi. Mưa bự luôn rồi. Kiếm chỗ trốn luôn rồi. Nó nhồi chân lòng bông không à. Nó vớt qua cá này rồi mà vớt kho tiêu là hết ý luôn. Rồi. Xong luôn. Xong luôn. Luôn đó nhà ơi. Mình đĩa luôn rồi. Thôi để mưa nè cái nhà ơi. Đi thiệt nãy giờ rồi mất mưa nè. Đây về không kịp luôn. Chích nãy giờ được nhiêu nè. Này mưa nãy giờ mình trốn. Chích được nhiêu hết á. Chết chạy nhất chích hết rồi trời mưa mình đi trốn quay đâu có được cả nhà. Mưa này vô trong cái vuông lục bình hồi nãy á, cỏ này chích mình chạy vô. Mưa rồi đâu có ở đó được. Còn nghĩa địa đây lắm mưa rồi, cái này không thấy nó luôn rồi, vậy thì cái bẹp đây phải chạy đi rồi, hai ba đứa nhỏ. Con không bự không. Đây đi đi mất tiêu rồi, đám mưa nó trốn mất tiêu rồi. Thôi mình đời sống ra đi mình quay như được nghe cả nhà. Mình cũng xin cắt clip đây, mình xin tạm được cả nhà. Hẹn cả nhà lại clip sau. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ và thành đạt trong cuộc sống hết nha. Tạm biệt cả nhà.